Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại siêu anh hùng ha. Mình vừa trở về từ địa ngục để mình farm những cái đầu xương đen á, và mình cũng farm được hai cái, nói chung là khá là may mắn á. Và lúc về nhà thì trước nhà mình có khá là nhiều những cái con zombie chết đuối, nó canh chừng sẵn nè. Úi, nó cho mình cái gì đây? Captain Cool. Cái này mình sẽ dùng luôn đi. Dùng luôn, ngại gì. Nó Captain Cool hả? Để em vô mình coi công thức Captain Cool. Đây là cái này á hả? Ôi trời, đây cũng là một bộ giáp. Nhìn nó cũng khá là đơn giản á, nhưng mà không biết nó có siêu năng lực gì không nhờ. Một xíu nào rảnh thì mình sẽ nghiên cứu về bộ giáp này rồi chúng ta sẽ làm thử ha. Còn bây giờ thì sau khi có thêm hai cái đầu xương đen nữa thì mình có tổng cộng là 4 cái đầu xương đen rồi. Mình hoàn toàn có thể triệu hồi được một cái con Wither Boss để mình đánh nhau rồi ha. Lần trước thì mình one shot nó khá là dễ dàng. Nhưng mà quên, mình quên lượm mấy cái cục cát linh hồn về rồi. Chết không, thiệt tình luôn. Farm cho đã gốc cục, quên vụ lượm mấy cái xương đen về. Ủa gì, lượm cát linh hồn về tự nhiên xương đen. Để mình quăng bởi mình lượm thêm ít cục cát linh hồn về cái đã. Thiệt tình á, quên cái thứ quan trọng không biết nữa. Rồi, sau khi có được những cái xương đen thì mình sẽ đi tiến hành đánh boss Wither luôn á. Hôm kia thì mình đánh boss Wither chỉ nhẹ nhàng tình cảm bằng một nhát chém của cây kiếm này. Nó khá là đơn giản á. Mình thì muốn thử sức cái bộ giáp này coi nó có mạnh, thực sự mạnh để đánh con boss Wither này hay không. Thế nên mình sẽ triệu hồi con boss ở ngay đỉnh của cái công trình luôn đi. Có gì nó phá công trình này chứ không phải phá nhà mình ha. Vậy đi cho chắc. Rồi, giờ mình sẽ triệu hồi nó ngay tại đây. Đây một cái, đây một cái và đây một cái nữa. Boom. Xong phiên. Boss Wither đang hồi phục để đầy máu kìa. Để chi nào 300 máu là sẽ nổ cái đùng nè. Rồi mình sẽ nhào vô đánh nhau với boss Wither ha. Rồi mình sẽ kích hoạt Sonic Bang lên trước mình đấm đó. Sonic Bang. Đục một phát nè. Ui không xi nhê lắm. Mình sẽ dùng những tuyệt chiêu của mình để tấn công nó, đóng băng nó luôn. Rồi mình đóng băng với boss Wither thành công rồi. Bật tuyệt chiêu cuối vô. Wow, tuyệt chiêu cuối của mình có thể đánh được boss Wither hơn phân nửa máu luôn. Quá dữ, nhưng mà hiệu ứng phụ là mình sẽ bị làm chậm nha. Rồi hết rồi nè. Trở lại, đâu rồi boss Wither đâu rồi? Đây. Mình sẽ tiếp tục sử dụng Sonic Bang để mình đấm vô boss Wither. Boss Wither nè. Ui. Này thì boss Wither. Tiếp tục. Ui, tính ra bộ giáp Superman này mình đánh nhau với boss Wither cũng khá là dễ đấy chứ. Sức mạnh tương đối ổn á. Yeah. Ui. Con này ăn thôi, không được. Từ. Mình phải lượm cái sao này đỡ cái đó. Từ, cái sao này đỡ đâu rồi? Thiệt tình, cái con này nó làm mình mất dấu cái sao này đờ rồi. Cái sao này đờ đâu ta? Tới công chuyện với con này thiệt chứ. Láo tét. Ngươi lại đây. Ta đã muốn tha cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi á, tìm tới cái chết thì ta chịu. Mất dấu cái sao này đờ của người ta rồi, người ta mới đánh xong. Thiệt tình á, tức cái lồng ngực á. Mới đánh xong boss thì bị cà khịa luôn. Giờ phải tìm cái sao nơi đờ nữa. Nãy mình đánh nó ngay đây. Vậy là nó sẽ rớt đâu đó quanh đây thôi hả? Ô, kinh nghiệm nè. Có cái lỗ đây. Mà cái sao đâu? Cái sao của tôi đâu? Có lọt xuống đây không? Không có. Rồi luôn, mất tiêu luôn. Su cà na luôn. Cái vụ gì vậy chàng? Tự nhiên đang đánh nhau ngon lạnh, cái con bò kẹp xuất hiện, cái là mình mất dấu cái sao luôn rồi. Rồi nó rớt ở đâu vậy ta? Ở đây đây. Đúng không? À đây rồi. Yes, mình đã tìm ra được cái sao này đờ quý giá này rồi. Tại vì hôm nay
mình sẽ dùng cái sao này để chế tạo ra cái đèn hiệu ha. Lần trước mình có một cái sao nữa, nhưng mà cái sao đó thì mình sẽ dùng vào một công việc khác. Còn cái sao này thì mình mới làm cái đèn hiệu nha. Rồi, để mình chuẩn bị nguyên vật liệu làm ra cái mô hình siêu to khổng lồ mà mình có nhắc đến ở trong những tập trước đó. Đây, mình sẽ tạm thời vứt mấy thứ không cần thiết đi. Mấy cái này mình không cần đâu. Cái này thì mình có thể cất vô đây. Rồi. Something. Vô nhà làm đèn hiệu thôi. Úi, đèn hiệu nó cần cái gì vậy? Hắc diệm thạch hả? Ui chết không, bây giờ phải lượm lại hắc diệm thạch nữa. Lượm lại hắc diệm thạch thôi. Rồi, vô nhà chế tạo thôi. Nó sẽ cần thêm một chút kính nữa. Kính thì mình có một ít ở đây. Kính hay tấm kính gì ta? À, kính thôi. Mình sẽ đặt hai công thức của nó ha. À, như vậy. Đấy, đèn hiệu. Xịn sò chưa? Mình sẽ cất vô trong đây luôn ha. Mình đã có được hai cái nguyên vật liệu rồi. Để làm ra cái mô hình siêu to khổng lồ trong tương lai. Mình sẽ tạm thời để ở đó. Và hôm nay thì mình sẽ có một chuyến khám phá ở trên thế giới thường nè. Hôm nay thì mình thấy là mình hơi bị khám phá nhiều ở bên thế giới kiến rồi. Mình quên mất là bên thế giới thường mình cũng cần phải đi khám phá. Thế nên hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung khám phá bên thế giới thường nhiều hơn á. Để em thôi, mỗi hôm toàn qua thế giới kiến chơi không mà. Ghiết người ta nói là chơi với kiến là có thiệt á. Tối ngày quỳ lưỡi qua thế giới kiến chơi không. Và chuyến đi hôm nay thì chắc mình có nên dẫn bạn gái không ta? Tại vì nếu mà dẫn bạn gái thì cũng được đó. Nhưng mà có một điều là bạn gái sẽ không thể nào bay theo mình được. Rất là dễ bị lạc luôn. Mình không muốn lạc bạn gái thêm một lần nữa đâu. Thôi, bạn gái chịu có hy sinh giùm anh đi. Ui. Cái con giùm bay này láo thiệt đó chứ. Thì nó quay xung quanh nhà mình kìa. Nhà mình chứ không phải cái... Ui, đâu vậy? Láo nháo. Nhà người ta mà đi vô vậy đó. Không được rồi, mình phải lợp cái nóc lại trong thời gian gần mới được. Không thôi là nó vô nhà nó ăn trộm đồ mình hết. Đi nhà nó ruộng không còn cái gì luôn. Về còn cái nịch không thì chết luôn á. Không được rồi, mấy con này hư hỏng quá. Thôi mình né qua đây đi để cho nó đừng có tập trung. Ồ, Batman. Mình sẽ dùng cái này luôn. Mình mới nhặt được một cái kit của Batman kìa. Để vô mình coi thử. Đâu, Batman. Uầy. Nhiều dữ ta, Batman đang vui luôn nè. Quá dữ luôn nha. Nhưng mà mấy bộ giáp này bị khóa trời này nè. Trời ơi, bộ giáp gì đẹp dữ hả? Bộ giáp người dơi á. Nhưng mà mình mấy cái này nó bị khóa rồi, nó chỉ có bộ nào làm được không? Không bộ nào chế tạo được luôn. Trong cái kit này không có bộ giáp nào chế tạo được hết á. Tiếc chị ta. Bình thường á thì mình làm được. Này, bộ giáp Batman thường thì mình làm được. Còn mấy cái mà khác thì mình không làm được á. Mặc dù nó đẹp hơn thiệt. Thôi kệ đi, để ngắm rồi chứ không có làm được. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ lên đường thiệt nè. Hôm nay mặc giáp mình có đem theo bộ giáp của Vision không vậy ta? Chưa. Phải nhớ đem theo bộ giáp của Vision mới được. Bộ giáp đó rất là tiện lợi đó. Mình không mang theo là mình thiệt thòi đấy. Ủa, mình để nó đâu ta? Hình như dưới này. Đúng rồi, bộ giáp của Vision nè. Đấy, mang theo, phải mang theo mới được. Rồi, đi thôi. Ê, ở đây có một cái kim tự tháp nho nhỏ nè. Mình đá nhẹ trong đây coi. Biết đâu mình lại có thêm đỏ. Ui, hên. Tưởng đầu nó mà dục ngay cái tấm áp lực thì tôi rồi luôn á. Tới công chuyện thiệt luôn á. Có thêm chút sắt. Ồ, trời ơi, nó bèo. Công trình nó bèo thiệt luôn á. Kim tự tháp trong thời đại siêu hùng này quá là bèo luôn rồi. Thôi kệ đi, cho mình ít đó còn được, đỡ hơn không. Cho mà cũng như không cho vậy đó. Ở trong rừng thì sẽ có, mình có thể gặp được khá là nhiều khủng long á. Ở đây có nguyên gia đình khủng long nè. Stegosaurus. Ui, hình như rừng nhiệt đới là nơi sinh sống của Stegosaurus hay sao á. Khá là nhiều luôn nha. Có khủng long bay nữa kìa. Hết sa mạc rồi lại tới núi. Để coi trên ngọn núi này thì có công trình gì không.
chốc một xíu mình phải mặc bộ giáp của Vision vô để mình kiểm tra dưới lòng đất mới được. Nhiều khi ở trên thì mình không thể thấy hết công trình đâu, mà nó có những công trình ẩn ở phía dưới lòng đất á. Một xíu mình sẽ kiểm tra sau ha. Giờ thì khám phá phía trên trước đi. Ồ, đây cũng có cái nhà gì nhìn đẹp vậy. Được ơi, ui đây là lò gì, là ai ta? Hydraulic. Có ăn thịt không? Có ăn thịt không? Ăn kẹo không? Ăn táo không? Ô mình cho ăn táo là hiện tim nè. Xinh sản luôn. Trời ơi, loài này ăn táo nha. Nhưng mà tiếc là mình không có thu phục được. Trời ơi, cây ta nhìn khá là đẹp luôn á. Ui ghê kìa. Cái này ví dụ mà lớn lên mình mà cửa được đi khám phá là bá cháy luôn. Nhưng mà tiếc quá, không có khám phá, không có thu phục được. Mình chỉ nhân giống được thôi. Tiếc ghê. Rồi trên đây nó có rương không? Ồ, chỗ này đẹp mà không có rương gì trơn vậy. Mình thấy ở phía dưới này nó có cái đường đi xuống dưới lòng đất á. Để mình sẽ kiểm tra bằng cách mặc bộ giáp của Vision vô, mình coi coi là ở phía dưới công trình này nó có cái gì mà. À, công trình bốn hướng giống như lúc trước mình từng khám phá nè. Cái này là chỗ công trình bốn hướng á. Ồ, đây là ở dưới luôn nè. Cái cục gì á? Cái cục tròn tròn là cái lòng Sabon á. Thì ra là vậy. Ok, nếu như vậy thì kìa, thấy chưa? Bây giờ tìm kim cương làm rất easy luôn. Chỉ cần mình mặc giáp Vision vô là mình có thể kiểm tra được những cái hang mà nó có kim cương luôn á. Khá là VIP. Rồi, thôi chắc bây giờ mình sẽ trở lại với hình dạng của một Superman chính hiệu. Để mình qua bên kia mình khám phá công trình mới được. Đây có công trình nó ẩn ở phía dưới mặt hồ luôn nè. Công trình này quen. Công trình này quen lắm. Để mình giết con man tích này trước ra. Man tích. Rồi xong. Mình đã thủ tiêu con man tích trước để ông thôi nó kêu vo ve. Nhức đầu lắm. Rồi, đây là chỗ của ông pháp sư thì phải, đúng rồi. Pháp sư nè, đốt pháp sư luôn, đóng băng pháp sư luôn. Đó. Sau đó dùng tuyệt chiêu cuối. Bùm. Mấy tên lính là chết hết. Ôi, ông pháp sư trâu vậy. Oh my god, ông pháp sư khá là trâu. Khá là Sonic Man mà cũng không xi nhê luôn. Marklin, pháp sư Marklin này trâu vậy. Ê, ai cho hồi phục. Ui, còn chọi TNT nữa. Ui, ông pháp sư này nguy hiểm quá. Phải thủ tiêu thôi. Không được, để ông sống. Trời đất ơi. Người ta quýnh có chút xíu hả mà chọi TNT vậy đó. Nguy hiểm thiệt sự. Đối tượng nguy hiểm mình phải thủ tiêu nhanh mới được. Rồi, phía trên này hình như có thức ăn cho mình nè. Đúng luôn. Ôi, và ổng rơi ra cho mình một cái áo của pháp sư. Wow. Ê, nhưng mà mặc cái áo này vô hư cái bộ đồ của mình kìa. Hình như ông nguyền rủa trong cái áo rồi. Tự nhiên mình bộ giáp siêu nộ mình mặc vô một phát hư mất tiêu luôn. Khốn kiếp thiệt. Cái tình đó đáng lý ra mình phải đấm 10 cái mới chịu á. Mình đấm có mấy cái là hắn chết rồi. Mình không có cậy tế nhờ, giờ mà có cơ hội chắc mình đấm hắn thêm vài cái nữa cho vừa cái bụng mình á. Làm hư cái quần người ta rồi. Superman mà mất cái quần là kỳ lắm. Rách hết trơn luôn. Giận thì sợ thôi. Đổi đi, không mặc nữa. Wow, ghê ta ơi. Thôi, bỏ qua đi. Giờ mình sẽ chui xuống ống cống á. Tại vì trong công trình này theo mình biết thì nó sẽ có một cái đường ống cống. Đây, hình như ngay cái giếng này luôn nè. Đi ra chỗ khác đi. Láo tét. Cho mình chui vô đây cái đã. Đi ra chỗ khác nha, mấy tên lính nè. Đi ra chỗ khác, ta cầm kiếm xịn á. Không sợ hả? Cho mình chui xuống ống cống này cái đã. Ơ kìa. Đây, xuống thành công. Đột nhập thành công cái đường ống cống ở dưới này rồi ha. Hung dữ vậy. À, nó giấu rương. Trời đất ơi, cái rương nó cùi. Mà kệ đi. Giờ thì tìm đường xuống chỗ thấp nhất trước rồi đã. Ở đây có đúng hướng không? Hình như đây không đúng hướng rồi. Ồ, đây. Đường xuống dưới đây nè. Ôi trời, mình quýnh gơ ra cái đầu con zombie luôn nè. Đây, mình đã trở lại đây và lần này là cái con
Slam mà lúc trước mình phải đánh 500 hiệp mới giết được nó. Hôm nay mình đã trở lại rồi, để coi mình đánh bao nhiêu hiệp mới chết nó nha. Vô một chặt. Sợ chứ cưng? Sợ chứ cưng? Lúc trước đánh nó ha, cả buổi trời mới chết, còn bây giờ thì khiều nó hai cái là nó ngẫm cua tỏi rồi. Lao nhau hả? Ui cái này tuyệt. Cái lồng siêu bôn mà nó bắn ra lửa được. Công trình này ghê vậy. Rồi đó, vậy là mình đã phá đảo xong công trình rồi ha. Mình phải trả thù cho bằng được cái con ít slam đó thì mình mới vừa cái bụng. Tại vì lúc trước mình đã ăn hành rồi, nên bây giờ mình phải phục hồi ha. Giờ thì đi lên trên thôi nào. Chắc mình sẽ mặc đồ của Vision để mình lên cho nó dễ quá. Ồ, cái cây này khá là giống cái cây gần nhà mình ha. Ui ui. Trời ơi. Nó còn hất mình xuống nữa. Láo nháo hả? À, mấy cái cây này láo nháo vô mình. Ui, nó lại xuất hiện thêm một đợt zombie nữa rồi. Zombie ở đây nó ưa xuất hiện theo đợt lắm nha. Không hiểu luôn, chắc mình phải sử dụng. Ui mà bộ giáp này đâu có chiêu cuối giống như Superman đâu. Chiêu cuối không có trên diện rộng được. Cái chiêu này thì nó chỉ đó tấn công đơn mục tiêu thì mạnh thôi, chứ nó không tấn công trên diện rộng được. Ui, cháy luôn rồi. Chết không, mình lỡ đốt rừng rồi. Cái này mình vô tình thôi chứ mình không cố ý đâu. Mình vô tình thôi. Lại mang tiếng nữa rồi. Tiếng tốt chưa được bao lâu thì lại gieo tiếng xấu tiếp rồi. Chiến này bị đồn chắc luôn. Thôi mình lỡ rồi. Mình phải làm tròn trách nhiệm của một siêu anh hùng. Mình sẽ giết hết cái đám này. Đúng thôi, mang tiếng nữa. Đi ra chỗ khác đi mấy con kia. Ủa chiều cuối mình chưa có hồi. Chiều cuối của bộ sáp này hồi khá là lâu luôn á. Không được rồi. Mình đang bị dầu một đường cùng rồi. Mặc giáp của nữ hoàng vô để mình tấn công mới được. À ha, có giáp này thì mình hơi bị trâu luôn nha. Giết hết liền. Giờ cởi giáp xuyên thùng ra. Làm người thường thôi mà mặc giáp nữ hoàng. Ok chưa? Này thì là... Úi. Ê khoan. What the hell? Cái này là hóa thạch của con gì vậy? Sao cái găng nhìn ghê hả? Cái đầu này nhìn quen lắm. Hình như mình nhớ mình có coi cái phim gì mà có cái con ấy. À, mình nhớ rồi, cái này là của Godzilla. Đúng rồi. Mình đã tìm ra hóa thạch của con Godzilla. What the heck? To giả man luôn. Ủa mình lấy về được không? Ủa cái đầu. Ôi mình không lấy về được rồi. Trời đất ơi, tiếc vậy. Không có lấy về được. Trời ơi, to như vậy mà không lấy được về phí quá. Mình mà lấy về được là mình sẽ trưng bày nó. Ừ. Hình như nó còn có thể sử dụng để nhân bản lên nữa hay sao á. Ủa sao không lấy được ta, vô lý vậy. Ủa nó còn có rương nữa hả? Ê. Ồ. Được rồi nè. À. Hiểu luôn. Rồi nó cho mình kim cương. Ui, con nào bắn vậy? Vô gì vậy? Zombie hả zombie? Đi ra chỗ khác, chỗ người ta đang loot đồ nha. Ta đang loot hóa thạch nha. Khốn kiếp thiệt. Cho mình kim cương nè, vàng với kim cương đỏ nữa. Con gì nữa vậy? Với mấy cái khúc xương à. Ồ, với một cái G-cell. Xương thôi lượm luôn. Kệ có con đỡ không? Lượm gì trước? Ui. Đánh hoài con kiến này. Đi ra chỗ khác nha. Rồi. Và cái cây trời ơi nó trời lỗi luôn rồi. Cái này mình không có ý đâu thiệt. Mình bắn gì nè. Đâu rồi? Ủa mình đang bằng giáp này không có bắn được. Hồi nãy mình đánh mấy con kia mình bắn gì nè. Đó. Cái nó tự động nó thiêu rụi chứ mình không có cố ý đâu. Cái này là mình vô ý thôi.
Nhưng mà lửa này cháy mạnh quá, dập không kịp luôn. Sao nó lan nhanh vậy? Thế mình ví dụ thôi mà. Đừng. Thôi chạy luôn đi. Cháy hồi nó cũng hết chứ gì. Thiệt luôn á. Gì đâu mà hơi bị mạnh luôn nè. Ồ mà không được nữa, đừng có nè nữa. Nè mà còn là cháy sạch chỗ người ta luôn á. Quá trời quá đất rồi. Mấy cái gem này mình sẽ giữ lại ha. Đồ mình loot được mình sẽ cất vô đây. Đấy cất vô. Bắp nữa. Lụm luôn. Rồi công trình này có gì không nào? Ừ. Mình nhớ là công trình lần trước mình loot được một cái gen của người đột biến ở trong công trình này á. Mình còn nhớ luôn, ấn tượng tới bây giờ. Để mình giết mấy cái con này trước đã. Rồi xong. Gen người đột biến. Hi. Không có rồi. Xui thiệt chứ. Mấy con này các người phải trả giá. Các người phải trả giá vì tội không cho ta gen đột biến. Làm ta hy vọng. Ui trời ui nó lại trái rồi. Mình lại vô tình làm cái này trái nữa rồi. Sao hôm nay nhiều lần mình vô tình vậy ta? Thôi kệ đi, kệ mấy con này đi. Ủa? Quên. Mấy cái con này ở phía dưới nó có con boss hay sao á? Để mình sẽ sử dụng siêu năng lực của Vision. Mình vô mình tìm con boss ha. Boss ơi. Đây rồi. Chạy đâu con sâu? Đây là cái con. Con boss mà lần trước. Ủa này là con cầm kiếm á chứ không phải pháp sư ha. Lần trước mình gặp pháp sư chứ không phải con cầm kiếm. Ồ dưới này còn có hang con nhện nữa nè. Ồ hai boss luôn. Vô mình sẽ chiến đấu lần lượt ha. Lần đầu tiên thì mình sẽ đánh nhau với con này trước. Nó biết quăng tơ nhện đấy, nó kéo mình lên kìa. À con này láo. Con này láo. Sử dụng kiếm ha. Của ta thì ngươi đỡ thế nào được. Mặc dù nó 1000 mấy máu nhưng mà với sức mạnh của kiếm Big Bertha thì mình có thể kết liễu nó bằng hai nhát chém ha. Cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn. Rồi sẽ cho mình thêm thức ăn nè. Kim cương cũng như là vàng. Ok. Không quá tệ. Rồi trở lại với bộ giáp của Vision để mình lên đánh tiếp cái con boss còn lại trong công trình á. Mình nói rồi bây giờ mình sở hữu được thanh kiếm Big Bertha. Cái thanh kiếm hoàng gia thì mình là bá đạo trong game này rồi. Đây con này thì mình cũng sẽ chiến đấu với nó luôn. Vô biết cái nào. Con này có 200 máu thôi. 200 máu hả? 200. Dám lỡ tao nhá. What the heck. Nó miễn nhiễm với tuyệt chiêu cuối của mình luôn kìa. Thì ra ngươi chọn cái chết. Ui sao mình đánh không được nữa. Bully. What the heck. Mình không đánh được nữa. Mình mặc full giáp thì mình mới đánh được. Còn không mặc full giáp mình không đánh được nó. Ui cái thanh kiếm này mà nó cũng. Nó giống như là cái linh hồn vậy đó. Mình không thể dùng cận chiến mà đánh nó được. Kỳ vậy. Không sao mình sẽ dùng đoạn đánh vật lý của mình. Đấm vô người nó. Nè thấy chưa. Ui nó hồi máu. Hồi máu hả. Con này nó hack rồi. Mình tưởng mình mới là hacker mà nó còn hacker hơn mình nữa. Dùng kiếm 750 mấy đam đánh thì không sao, mà đánh thường thì có sao. Ảo ma thiệt chứ. Rồi vô đây coi. Ồ vô đây có cái rương nữa nè. Để mình xuống đây mình loot thử. Ui rương nó cũng đồ cùi mía đó mà. Thôi đi thôi. Không ở đây nữa. Đi tiếp. Lỡ đâu mình hồi mình gặp được cái đầu của con không luôn rồi sao. Có đầu Godzilla rồi mình kiếm thêm đầu của con nữa. Về làm mô hình Godzilla với con luôn á. Hợp lý thiệt sự. Đi khám phá kiểu gì hồi đi về tới nhà luôn ta. Không đi hồi đi về tới nhà luôn rồi. Mà kệ đi. Mình sẽ tiến hành trưng bày cái mô hình. À không. Cái hóa thạch của con Godzilla ha. Đó là một cái đầu rất là to luôn. Mình nghĩ với cái đầu to như vậy thì mình sẽ đặt ở... ở dưới này có được không ta? Trời đất ơi nó bự kìa, nó bự. Khủng khiếp luôn á. Không được. Đây thì nó không có nhìn hết được cái đầu. Hồi nãy mình đập ngay đâu? À đang ngay đây hay sao nè? Đúng không vậy? Đây, đập ngay đây ha. Cái đường nè, đập ngay đây là nó bể. Đó, phải có cái mèo đập mới được. Mình sẽ trưng bày trước nhà luôn đi. Đây. Đặt trước nhà luôn nhìn cho nó ngầu ha. Nó giống như là Godzilla đang cạp cái nhà của mình vậy đó. Quá đẹp luôn. Trời đất ơi.
Hôm nay quá thật là một ngày rất là may mắn của mình khi mà mình tìm được cái hóa thạch quý hiếm này ha. Ngon lành, ngon lành. Rồi, và như lời đã nói lúc đầu thì mình sẽ thử chế tạo ra bộ giáp của siêu anh hùng mà hồi nãy mình mới coi là cái gì á? Captain Cool ha. Captain Cool. Đội trưởng lạnh. Cần Yellow Gem. Mình có không? Yellow Gem. À có luôn, nãy farm được luôn nè. Rồi White Fabric là 13, Blue Fabric là 17. White 13, Blue 17, White 13. Blue là 17 nha. Tiếp theo, tiếp theo. Mình cần có da trắng là 4, dưới 3 vôi vàng. Trời ơi, ghẻ dữ vậy. 3 vôi vàng. Dưới cái da 4 da trắng. Da nè. Xương, lấy một khúc xương ra. Xong. Vậy là đủ rồi. Bộ giáp xin hồng này cực kỳ rẻ luôn á. Rồi ôi, mình còn thiếu một, mình còn thiếu một. Để mình lấy thêm một khúc xương nữa. Rồi, xong phiên đủ nha. Ủa sao mấy con kia chết quá trời vậy? Đó. Reasoner. Trời 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 trời. Mấy cái tên tù nhân này. Oh no. Hôm nay hết giùm bay rồi, tới tù nhân vượt ngục. Lao ca. Mấy cái con này. Sức mạnh. Sức mạnh của Vision nè. Mấy cái tên tù nhân này. Tù nhân hả? Vượt ngục xong rồi đi lại nhà mình định trộm hay sao á? Nguy hiểm chưa? Trời đất ơi. Coi có mắc bộ giáp không vậy? Ok, đầy đủ nha. Có một vài bộ giáp mình treo lên thì nó bị tàn hình trong số mắt tiêu à. Chứ không phải là bị ăn trộm đâu. Ôi, thiệt tình quân trộm cướp bây giờ nguy hiểm thiệt á chứ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chế tạo ra bộ giáp của Captain Cole ha. Captain đội trưởng lạnh. Rồi, chế tạo. Boom. Đây là bộ giáp. Trời ơi. Đeo mắt kiến bị lệ tay. Có bay được không? Không bay được. Oh no. Không bay được, hơi buồn nha. Có thể nhảy cao không? Không nhảy cao được luôn. Rồi tuyệt chiêu đầu tiên là bơm băng. Ui nghe tới bơm thì mình tốt nhất là nên xa nhà mình xíu đi. Mình sợ mấy cái từ liên quan tới bơm lắm. Nổ bệnh nhà mình chứ không gì hết á. Rồi mình sẽ chọn thử Ice Bomb á. A few moments later. Oh. Cái này sử dụng đúng rườm rà luôn á. Mình phải bóp cò các thứ rồi mình mới dùng được nè. Nè mình dương lên gì đúng không? Rồi mình sẽ tấn công á. Đó. Trời đất ơi. Chết luôn rồi, tấn công như vậy thì quái nó quýnh chơi. Có điều sắp mặt luôn, chưa giết được nữa. No. Rồi chọi bơm thử. Đó bơm băng kìa. Đó nó sẽ rút máu từ từ ha. Này này nè, đó súng đóng băng nè. Wow, đóng băng ghê vậy. Cái này nó cũng có năng lực đóng băng khá khá giống Superman á. Hơi thở băng ấy khá khá là hiệu ứng khá là giống Superman luôn. Ui có cùng dùm bài cái người của nó nhìn thấy ghê vậy. Căng quá cho chết vô cho xong rồi. Bị nó hấp xào tập thể rồi. No, đừng. Đừng chứ. Mật giáp siêu nồng mà bị hành. Kinh khủng luôn. Rồi mình lên bờ mình dùng tuyệt chiêu cuối thử coi có mạnh hay không. Absolute Zero. Ủa mà sao dùng tuyệt chiêu cuối nó không có được gì chân vậy. Tuyệt chiêu cuối. Tuyệt chiêu cuối là liên quan súng băng luôn. Nhưng mà nó đóng băng có một tẹo à. Nó không đóng băng được lâu hết. Như vậy toàn mất. Đó, chiêu cuối thì nó khá là giống chiêu đầu á. Giống chiêu Ice Bomb á. Ôi, thiệt luôn á. Bộ giáp siêu anh hồn này chỉ thích hợp cho việc mình khống chế cái địch thôi. Chứ về phần sát thương thì nó cùi mía lắm. Nó không có mạnh giống như những bộ giáp mà mình từng chế tạo ha. Thôi xong rồi mình phải về nhà giết mà được. Không thôi mình sẽ bị hấp xào tập thể ngoài này. Ui da, ai da, chui. Hot, nông. Đừng. No, không có bộ. Thôi xong rồi. Không có số nước. Đừng mà. Hay nói làm siêu anh hùng là sướng đâu. Làm siêu anh hùng cũng bị ăn hành chứ bộ. Nó quýnh coi kìa. Người gách áo gách quần tùm lum tè le. Cái áo mình hở luôn cái bộ đồ bên trong rồi thấy không. Nó quýnh cho vậy đó.
Bởi vậy tao nói mỗi siêu anh hùng đều có điểm mạnh riêng á, và siêu anh hùng này điểm mạnh là đóng băng cái địch thôi, còn về sát thương thì mình thấy không có cao lắm. Hơi, nhưng mà nói chung trong ngày hôm nay thì chiến khám phá này thì mình đã mang về được một cái hóa thạch của con Godzilla phía sau rất là to ha. Trong thời gian sắp tới mình sẽ nghiên cứu về nó để coi coi mình có thực hiện xong cái mô hình hay không, và mình không biết là sẽ chế tạo bộ giáp của siêu anh hùng nào tiếp theo để ta. Quá nhiều siêu anh hùng để mình lựa chọn này. Chắc sắp tới mình sẽ thêm siêu anh hùng nào mà công thức nó có sẵn ha, để mình gom gom mình chế tạo liền cho nó dễ đi ha. Rồi, mong rằng mình sẽ sớm hoàn thành hết cái bộ sưu tập những bộ giáp siêu anh hùng này. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chuyện khám phá kế tiếp. Bye bye.